quá trời cái thùng luôn. Mình vô càng cua. Giờ mình đi cắt cái hòn cua. Nó còn quá trời con. Xuống nó tốt quá trời tốt luôn. Mưa xuống nó quá trời tốt luôn cả nhà. Ơi, gió trời cái đám dầu cua cả nhà. Cái mập ú ụ luôn. Con xuất ra được. Con xuất ra được hả? Thôi để đại đó đi. Mang đôi dép, bỏ dép nhà. Để dơ đó. Dơ dép hả? Ừ. Mày hái hàng cua vô là trộn gỏi cho cha nè. Mẹ ơi, con gà của bà hai kìa. Ừ. Con gà của bà hai kìa. Của bà hai không? Ủa cái kéo mày bỏ đâu rồi? Ở dưới đó. Kéo con em hết để đi đâu rồi? Con kêu mẹ ông từ bỏ kéo. Ủa, cả nhà thấy kéo em không? Mất tiêu rồi. À đây nè, thấy rồi nè. Con đầu ơi. Con đang kiếm cây nè. Mẹ ơi, mẹ con đang kiếm này nè. Ngốc quá trời bự luôn. Hổm dài mưa xuống á, cái mình không có coi á. Nó lên quá trời lên luôn. Nó lên mà khủng luôn á trời. Trong đây nè, thấy không? Nè này thấy gốc bự không? Cái này chắc không được giòn. Con này nhỏ 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 nó lên nhóc trơn mà mình không có. Mình không thấy á cái. Nè mày xuất ra coi. Rồi con vô đi, vô với hai đi. Cắt mấy cái lông này lại. Motor mình cũng đổi rồi.